Kính chào quý vị và các bạn, sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Sân bay Nội Bài có ma, bài viết của tác giả Minh Quân được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Vụ xe công đón vợ Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xảy ra vào đầu năm 2019 đã một lần nữa cho thấy khu vực sân bay Nội Bài có rất nhiều ma. Thông tin chiếc xe công ra tận cầu thang máy bay, khu vực cực kỳ hạn chế, chỉ được một ít quan chức và nhân viên biết nhưng không phải là bỗng dưng mà thông tin này lọt ra ngoài. Và ngay lập tức được một số tờ báo vồ vập đăng tải. Mà chỉ có thể là tin nội bộ. Hay nói cách khác, một con ma nào đó đã được cài cắm từ rất lâu ở khu vực hạn chế của sân bay Nội Bài chỉ để trực chờ giây phút hiếm hoi của một quan chức cao cấp như Trần Tuấn Anh lộ bài. Trước đây vào năm 2017, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng đã bị phát hiện đi vào khu cách ly của sân bay Nội Bài như thể có ý muốn ra đi tìm đường cứu nước vào năm 2017 khi cuộc chiến giữa hai quan chức Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng và Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Đà Nẵng còn chưa đến hồi kết. Một tấm hình chụp lén Huỳnh Đức Thơ sách cặp táp màu đen cùng với nhân viên của ông ta tại sân bay nội bài đã được tung lên mạng xã hội. Người tung tấm hình đó lên bình luận rằng Thơ ra Hà Nội để chạy trọt và cái cặp kia có thể là chứa toàn đô la xanh. Còn lần này thì ma nhập vào vụ Trần Tuấn Anh. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp bộ trưởng khá trẻ tuổi của mình. Trần Tuấn Anh vấp phải sự cố mà có thể khiến đe dọa tuổi thọ cái ghế bộ trưởng của ông ta. Lần đầu tiên là vào năm 2016 khi ông ta bị dính dáng đến người anh em cột trèo Lê Phước Vũ, đại gia của Tôn Hoa Sen trong vụ dự án thép cà ná Hoa Sen gây ô nhiễm môi trường và có thể tạo nên một Formosa thứ hai đã bị dư luận xã hội phản ứng kịch liệt. Sau đó dự án này phải bỏ ra ngoài quy hoạch của Bộ Công Thương. Người ta nghi ngờ rằng trước đó chính Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo bổ sung dự án này vào quy hoạch. Nhưng vào lần này, không phải là dư luận xã hội mà dường như chỉ có các đảng viên cao cấp mới quan tâm đến thực sự và té nước theo mưa vụ vợ Trần Tuấn Anh. Một bàn tay bí ẩn nào đó đã khuấy động báo chí, làm rộn lên vụ xe công đón vợ Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho dù việc này xảy ra như cơm bữa đối với cánh quan chức cấp cao và cho dù người con trai của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương có cố ý cho đón vợ mình ngay tại trên cầu thang sân bay đi chăng nữa thì vụ này cũng chỉ là chuyện nhỏ nhoi so với vô số tham nhũng của chìm của nổi của triều đình quan chức cộng sản. Hẳn là Trần Tuấn Anh đang gặp phải một đối thủ không ra mặt dù thừa biết mặt nhau. Trong số giàn bộ trưởng đương nhiệm, Trần Tuấn Anh được xem là cục cưng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Còn Huỳnh Đức thơ vẫn nghiêm nhiên tồn tại ở Đà Nẵng, sau khi Nguyễn Xuân Anh bị cháy cũng được xem là người thân của anh bảy. Hiển nhiên đánh vào Trần Tuấn Anh cũng có thể hiểu là đánh vào cánh của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hội nghị Trung ương 9 vừa mới trôi qua với việc lấy phiếu tín nhiệm các thành viên trong bộ chính trị và ban bí thư, sau đó là bắt đầu công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để chuẩn bị cho đại hội 13 của Đảng cầm quyền sẽ diễn ra vào năm 2021. Nếu quả thực còn diễn ra đại hội đó, hai cái tên nguyễn xuân phúc và trần tuấn anh đang được nâng lên một tầm cao mới trong khi phúc vẫn tiếp tục cuộc vận động không mệt mỏi của ông ta ở các địa phương và được đồn đoán là có thể sẽ thay nguyễn phú trọng làm tổng bí thư trần tuấn anh lại được một số quan nhân cận thần kỳ vọng là sẽ được đưa lên làm phó thủ tướng vậy cái nào là đối trọng chính trị với nguyễn xuân phúc và trần tuấn anh chưa có kẻ nào chịu ra mặt chỉ biết rằng sau vụ xe công đón vợ bộ trưởng Trần Tuấn Anh, giới quan chức cao cấp chắc chắn sẽ tìm cách giữ mình đến mức tối đa, đặc biệt là chuyện đi đứng tại sân bay nội bài hay là những sân bay khác để khỏi bị ma phát rác. Xin kính chào quý vị và các bạn, sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết mục tiêu không phải là Trần Tuấn Anh, bài viết của tác giả Trần Phan được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Ông Trần Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ Công Thương, vừa gửi thư xin lỗi toàn dân vì lạm dụng quyền lực, dùng công sa đón vợ con ở phi trường buộc cho hàng trăm người khác phải chờ khi chuyến bay VN262 từ Sài Gòn ra Hà Nội đến phi trường nội bài hôm 4 tháng 1. Suốt tuần vừa qua, cho dù cả mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông sôi sùng sục về chuyện này, nhưng xét cho đến cùng, quý tử của ông Trần Đức Lương, cựu chủ tịch nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vợ của ông ta đều không có lỗi. Nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thật sự sòng phẳng về quyền và trách nhiệm chắc chắn sẽ không có chuyện bộ trưởng bộ công thương dành đến hai công sa làm sẵn thẻ ra vào khu vực đặc biệt của giá trị dài hạn để cả hai công sa này có thể đưa đón ông anh tại chân cầu thang lên xuống phi cơ bất cứ lúc nào. trả lời tờ tuổi trẻ ông trần hoài phương giám đốc cảng vụ hàng không miền bắc khẳng định việc cấp thẻ ra vào khu vực đặc biệt dưới hình thức dài hạn để đưa đón ông anh tại chân cầu thang lên xuống phi cơ là chuyện tất nhiên vì có quy phạm pháp luật xác nhận ông Anh là một trong những người có đặc quyền thụ hưởng đãi ngộ đó. Theo thông tư số 45 trên 2017 TT BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, thì tại Việt Nam có tới vài trăm viên chức được đái ngộ như thế. Các ủy viên Bộ Chính trị, các bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các bộ trưởng và cá nhân giữ chức vụ tương đương trở lên các bí thư phó bí thư tỉnh ủy thành ủy các chủ tịch hội đồng nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố thứ trưởng giao thông vận tải thứ trưởng công an thứ trưởng quốc phòng phó tổng tham mưu trưởng cục trưởng cục tác chiến bộ tổng tham mưu chủ nhiệm và phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam là những đối tượng có quyền thụ hưởng đái ngộ đưa đón như ông anh dẫu hiến pháp minh định sẽ đối đãi bình đẳng với tất cả công dân. Nhưng Việt Nam có không ít quy định pháp luật công khai phân định thứ hạng trong xã hội như thông tư số 45 trên 2017 TT BGTVT. Chẳng riêng chuyện đưa đón khi sử dụng phi cơ. Trên thực tế, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam từ trung ương đến địa phương mặc nhiên được dành cho đặc quyền ăn trên ngồi trước. Tháng 3 năm ngoái, Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục cải sửa quy định về chăm sóc cán bộ cao cấp. Những cá nhân đang hoặc là đã từng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, các Ủy viên Bộ Chính trị, các Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Phó Chủ tịch nhà nước, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đại tướng, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng các ban của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, các bộ trưởng bí thư các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các thượng tướng phó các ban của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam phó các đoàn thể chính trị xã hội các thứ trưởng các phó bí thư chủ tịch hội đồng nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các chức vụ tương đương được hưởng chính sách bảo vệ chăm sóc sức khỏe riêng tùy vị trí mà được kiểm tra sức khỏe hàng ngày hàng tuần hay là hai lần một tuần hoặc là mỗi tháng một lần tại tư gia hoặc là nơi làm việc hàng năm phải nghỉ dưỡng sức, được ngân sách đài thọ khi cần đi khám bệnh, chữa bệnh ở ngoài quốc. Cũng theo quy định vừa dẫn, giám đốc những bệnh viện được chỉ định khám bệnh, chữa bệnh cho các cán bộ cao cấp, phải bố trí đủ nhân viên y tế đúng tiêu chuẩn cho các khoa, phòng dành riêng cho điều trị cán bộ cao cấp. Đến tháng 11 năm ngoái, quy định về chăm sóc cán bộ cao cấp của Ban Bí Thư thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được luật hóa. Khi thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước, Quốc hội khóa 14 nhất trí xác định thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp là bí mật nhà nước. Trước nay, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam vẫn thường xuyên được đưa đi khám bệnh, chữa bệnh ở rất nhiều nơi trên thế giới. Và vì vậy, chuyện bảo mật những thông tin về tình trạng sức khỏe của giới này chắc chắn là không nhằm ngăn chặn tai mắt ngoại nhân. Xét về bản chất, việc biến thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp trở thành bí mật nhà nước chỉ nhằm răn đe ngăn chặn dân chúng Việt Nam chia sẻ thông tin, tham gia bình luận về những vấn đề có liên quan đến sức khỏe của các công bộc của họ. Làm lộ bí mật nhà nước là tội hình sự có thể phạt đến 15 năm tù. Theo dõi diễn tiến scandal liên quan đến ông Trần Tuấn Anh, nhiều người tin rằng ông đang bị một số đồng chí đâm sau lưng. Tuy nhiên ông không lẻ loi, một số đồng chí khác đã tìm đủ mọi cách để giúp ông ta giải độc dư luận. Hết phân bua rằng con ông sốt, đến biện giải rằng chính ông bị bệnh nên mới có chuyện điều công xa ra đón vợ con trận báo dư luận mà ông anh vẫn chưa thoát ra khỏi tâm bạo ấy cho thấy rất nhiều người quên rằng ở việt nam lúc nào cũng có vài trăm cá nhân như ông trần tuấn anh vừa bô bô mọi thứ ở việt nam là của dân mọi việc là do dân vì dân lại vừa thản nhiên ăn trên ngồi chốc liệu việc một số bộ trưởng lạm dụng quyền lực dùng công xa đón vợ con tại chân cầu thang máy bay có nghiêm trọng hơn tình trạng nhiều bộ trưởng nhiều bí thư chủ tịch sắp xếp đưa vợ con đi theo các đoàn công tác tại nước ngoài hay là dùng công xa đi học đi chợ đi chùa đi chơi vẫn xảy ra hết ở chỗ này tới chỗ khác hết lúc này tới lúc khác nếu hệ thống chính trị hệ thống công quyền việt nam không vận hành theo kiểu như trước nay không xem dân chúng như gia cầm gia súc và không tìm đủ cách để duy trì quyền chăn dắt chắc chắn sẽ không có những cá nhân dám hành xử ngạo mạn như ông trần tuấn anh ông trần tuấn anh chỉ là điểm không phải là diện nếu vẫn chỉ chú tâm vào điểm thì sự phẫn nộ dẫu chính đáng cũng vẫn nằm trong định hướng không của nhóm này thì cũng của nhóm khác và xét về mức độ bất lương bất xứng thì chẳng có nhóm nào chịu thua nhóm nào tiến trình lựa chọn quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để bảo vệ lãnh đạo cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền của Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026 của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ tạo ra nhiều scandal. Bao giờ thì người Việt đủ tỉnh táo để thôi không hút theo định hướng của bất kỳ nhóm nào mà mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ là nhằm duy trì quyền chăn dắt họ. Bao giờ thì người Việt biết đòi để dành về cho mình quyền lựa chọn, đặt để những cá nhân xứng đáng vào vị trí lãnh đạo quốc gia không chấp nhận một hệ thống bất toàn khăng khăng làm thay và tạo ra hết chuyện quái đản này tới chuyện quái đản khác